Mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé mọi người. Và hôm nay cũng là chiều chủ nhật thì mình thật thật xin lỗi cả nhà này. Tuần qua mình cũng đang gọi là học đầu ra và hiện tại cũng vẫn còn đang học, cho nên mình không có đăng lúc thường như trước, thì là một số bạn cũng đã hủy đăng ký của mình thì mình thật thật xin lỗi, và mình sẽ mong các bạn hãy luôn ủng hộ mình và càng ngày sẽ càng ủng hộ mình nhiều hơn để mình đạt được nhiều cột mốc trong sự nghiệp làm YouTube cũng như là kênh tin tức nóng chọn lọc của mình nhé các bạn. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên của buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay luôn nha mọi người. Xả súng tại trung tâm thương mại Mỹ, 9 người chết. Nghi phạm xả súng bừa bãi tại trung tâm thương mại ở bang Texas khiến 9 người chết và nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Cảnh sát bang Texas, Mỹ, chiều 6 tháng 5, sáng 7 tháng 5 giờ Hà Nội, triển khai lực lượng ứng phó một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlet trong thành phố Allen thuộc hạt Conlin. Giới chức bang Texas xác nhận ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng, 7 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Một nhóm y tế tại khu vực Dallas gần thành phố Allen cho biết họ đã tiếp nhận một số nạn nhân là trẻ em, trong đó có một em bé 5 tuổi. Ryan Harvey, cảnh sát trưởng thành phố Allen cho biết nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau khi bắt đầu nổ súng bên ngoài trung tâm thương mại. Cảnh sát cho rằng tay súng hành động đơn độc trong vụ tấn công và đang điều tra động cơ xả súng. Một nhân chứng mô tả tay súng vừa đi bộ bên ngoài trung tâm thương mại, vừa xả súng bừa bãi mà không nhắm mục tiêu cụ thể nào. Chúng tôi vừa ra khỏi một cửa hàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ. Eleni Benicaro, người cùng con gái tới trung tâm thương mại Allen Premium Outlet kể lại. Chúng tôi sững lại, rồi tiếng súng sau đó rộ lên liên tiếp, chớp lửa lóe lên ngay trước mắt, khiến chúng tôi phải lùi vào trong cửa hàng ẩn náu. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy cảnh sát hối hả sơ tán dân thường, phong tỏa khu vực bằng xe tuần tra và điều xe cấp cứu đến gần lối ra vào trung tâm thương mại. Mỹ là nước phát triển và có tỷ lệ tử vong vì súng đạn cao nhất thế giới với khoảng 49.000 trường hợp thiệt mạng năm 2021. Trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 195 vụ xả súng với hơn 4 nạn nhân mỗi trường hợp, theo thống kê của tổ chức lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn. Bản tin tiếp theo trong ngày, nhà môi giới hòa bình Trung Quốc cử tới Ukraine. Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Lý Huy nhận trọng trách mà một số người xem là nhiệm vụ bất khả thi, tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Sau cuộc điện đàm ngày 26 tháng 4 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ông Lý Huy sẽ được cử tới Ukraine và nhiều nước khác để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Ông Lý Huy sinh năm 1953, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thông thạo tiếng Nga và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm 2008. Một năm sau, ông được cử tới Moscow làm đại sứ giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019, trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất ở Nga. Trong thời gian ông Lý Huy làm đại sứ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện 9 chuyến thăm chính thức tới Nga, trong khi thương mại song phương tăng gấp 3 lần, từ mức 38,8 tỷ USD năm 2009 lên 107 tỷ USD năm 2018. Vài tháng trước khi ông Lý kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng ông huân chương hữu nghị vì những đóng góp to lớn để cải thiện quan hệ hai nước. Năm 2019, ông được đề bạt làm đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Vị thế cựu Thứ trưởng Ngoại giao giúp ông có thể dễ dàng truyền thông điệp của Bắc Kinh tới các nước liên quan, theo Lily Fan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải. Cấp bậc của ông ấy cao hơn nhiều đại sứ Trung Quốc ở các quốc gia đó, điều này mang lại sức nặng cho các thông điệp mà ông truyền tải, chuyên gia Lee nói. Lily Fan cho biết, kinh nghiệm làm việc nhiều thập kỷ ở các nước nói tiếng Nga mang lại cho ông Lý Huy lợi thế đặc biệt. Ông ấy rõ ràng đã xây dựng một số quan hệ trong những năm đó, cho phép ông có thể trao đổi quan điểm với quan chức ở Kiev, Moscow và nhiều nước châu Âu khác, ông nói. Năm 2019, ông Lý Huy nói với hãng thông tấn TASS rằng ông ngưỡng mộ tư tưởng của Putin, Lermontov, Gogol, Dostoevsky, Chekhov, Tolstoy, Gogi và nhiều văn hào khác. Điều này có thể tạo ấn tượng tốt với những người ở các nước từng thuộc Liên Xô vì chung nền tảng ngôn ngữ, chuyên gia Lilifa nói.
ông Lý có thể sử dụng ngôn ngữ và những hiểu biết về văn hóa để bày tỏ tốt hơn các quan điểm, cũng như lý giải lập trường của các bên. Chuyên gia của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải không cho rằng nhà ngoại giao thông tảo tiếng Nga này sẽ có lập trường thân Moscow trong nỗ lực trung gian hòa giải cho khủng hoảng Ukraine. Tôi không đồng ý với quan điểm đó, chẳng lẽ ai học tiếng Anh cũng đều ủng hộ Mỹ, ông nói. Alex Matlock, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi tại Đại học Quốc gia Moscow cho rằng ông Lý là lựa chọn tốt nhất có thể đối với Moscow để tìm một người làm trung gian đàm phán với Kiev. Họ không lên án cuộc chiến, họ vẫn mua dầu của Nga hay gửi các mặt hàng tới Nga. Họ phải có những hành động rõ ràng để chứng tỏ mình có thể đóng vai trò là một bên trung gian thật sự, một quan chức Mỹ nói. Tin kế tiếp trong ngày, tiêm kích Nga bị cáo buộc chặn máy bay Ba Lan trên Biển Đen. Romania cho hay tiêm kích Su-35 Nga chặn một máy bay Ba Lan đang tuần tra gần biên giới nước này, khiến NATO được đặt trong tình trạng tiền báo động. Bộ Quốc phòng Romania ngày 6 tháng 5 ra tuyên bố cho biết máy bay L-410 Tupolev của lực lượng biên phòng Ba Lan đang thực hiện cuộc tuần tra gần bờ Biển Đen cùng cảnh sát biên giới Romania ngày 5 tháng 5 thì bị một tiêm kích Su-35 của không quân Nga ngăn chặn. Romania cáo buộc tiêm kích Nga đã thực hiện loạt động tác cơ động quyết liệt và nguy hiểm với máy bay Ba Lan. NATO lập tức đặt 4 chiến đấu cơ Romania và Tây Ban Nha vào trạng thái tiền báo động, sẵn sàng xuất kích để can thiệp. Tuy nhiên, máy bay tuần tra Ba Lan sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Mihai Kogani-Senu của Romania mà không gặp sự cố nào. Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh sự việc xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đen, cách không phận nước này khoảng 60 km về phía đông. Lực lượng biên phòng Ba Lan dự kiến ra tuyên bố riêng hôm nay, còn Nga chưa bình luận về sự việc. Máy bay Ba Lan được triển khai ở Romania từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra biên giới ở phía Tây Biển Đen MMO do Romania tổ chức, trong đó có Tây Ban Nha và Thụy Điển tham gia. MMO là hoạt động tuần tra hàng hải nhằm ngăn chặn di cư bất hợp pháp, đánh bắt trái phép, ô nhiễm biển và chống các loại tội phạm xuyên biên giới khác ở Biển Đen. MMO được thực hiện thường niên kể từ năm 2019. Hiện tại thì vụ việc gọi là một người da màu bị một người lính thị đến bộ Mỹ kẹp cổ đến chết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thì mới đây là một số người là bắt đầu nhảy xuống đường tàu phản đối vụ người da màu bị kẹp cổ chết. Hàng chục nghìn người nhảy xuống đường ray để phản đối cựu binh kẹp cổ chết người da màu khiến tàu điện ngầm ở New York tê liệt. Nhóm người biểu tình tụ tập trên đường ray ở trạm dừng Lexington Avenue và trạm X63 Street vào chiều tối 6 tháng 5 hô khẩu hiệu không có công lý, không có hòa bình, buộc đoàn tàu đang lao tới phải phanh lại trong đường hầm. Họ cho rằng vụ cựu lính thị đến bộ Daniel Benny kẹp cổ người đàn ông da màu vô gia cư Jordan Neely đến chết trên chiến tàu điện ngầm ở Manhattan, New York hôm 1 tháng 5 là hành vi phân biệt chủng tộc và yêu cầu giới chức trừng phạt Benny. Hành động của người biểu tình đã buộc ga Lee North Hill phải ngắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn. Sau vài phút, cảnh sát xuất hiện, yêu cầu những người biểu tình khỏi đường ray để đoàn tàu vào ga. Tuy nhiên, khi tàu dừng lại ở ga, những người biểu tình đã đứng chặn cửa tàu, khiến hành khách bên trong không thể ra ngoài. Một hành khách tuyệt vọng đã cầu xin cảnh sát giải tán nhóm biểu tình để có thể ra ngoài. Nhưng đám đông tuyên bố, anh không được xuống đoàn tàu này. Hỗn loạn nổ ra khi cảnh sát tìm cách giải tán đám đông. Một số người biểu tình đã xô xát, ẩu đả với các sĩ quan. Giới chức đã bắt ít nhất 7 người có hành vi bạo lực. Cảnh sát Mỹ tới nay chưa có hành động pháp lý nào với cựu lính thị đánh bộ Benny. Các luật sư của Benny ngày 5 tháng 5 cho biết, cựu binh 24 tuổi này không thể lường trước cái chết của Neely khi khống chế người đàn ông da màu này bằng đòn kẹp cổ trên chiến tàu điện ngầm ngày 1 tháng 5. Theo cảnh sát và các nhân chứng, Benny đã can thiệp khi Neely bắt đầu la hét, đe dọa và ném rác vào các hành khách trên tàu trong khi xin họ thức ăn. Neely nói sẵn sàng vào tù, thậm chí là chết. Lính thị đến bộ Mỹ, được đào tạo về đòn kẹp cổ, có khả năng gây bất tỉnh đối phương trong vòng 8 giây. Benny đã kẹp cổ Neely ít nhất 3 phút, nhưng cựu binh nói không có ý định làm hại người đàn ông da màu này. Jordan Neely phải vật lộn với chứng trầm cảm trong nhiều thập kỷ sau khi mẹ bị sát hại. Cảnh sát cho biết, anh bị bắt 42 lần trong thập kỷ qua, lần gần nhất là vào tháng 11 năm 2021. Văn phòng công tố Manhattan đang xem xét khả năng đưa ra cáo buộc đối với Benny. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là bản tin khá là hấp dẫn về chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện tại.
Vậy biết được bản tin cuối cùng ngày hôm nay là bản tin gì và nó sẽ như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin cuối cùng ngay bây giờ trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Trùm Wagner thừa nhận mất khả năng chiến đấu ở Bắc Môn. Lãnh đạo Wagner tuyên bố đã cạn kiệt nguồn lực sau gần 400 ngày tham chiến ở Bắc Môn, buộc phải rút quân để bảo toàn lực lượng. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ngày 6 tháng 5 đăng thông báo giải thích về tình hình tại Bắc Môn, cho biết lực lượng Wagner bắt đầu tham chiến tại thành phố này từ ngày 19 tháng 3 năm 2022 vì quân chính quy Nga không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao là tiến công về phía Tây và phá vỡ phòng tuyến của Ukraine. Ông tuyên bố Wagner đã hoàn thành mục tiêu này, đồng thời chặn đà phản công của Ukraine hồi tháng 9 năm 2022, trong khi quân đội chính quy Nga bị đẩy lùi khỏi Kherson, Mykolaiv, Kharkov và phía bắc Lugansk. Chiến dịch tại Bakhmut chuyển sang giai đoạn khốc liệt nhất từ tháng 10 năm 2022, theo quyết định của Tổng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine vào thời điểm đó là tướng Sergei Shirovikin, Prigozhin cho hay. Wagner đặt mục tiêu buộc quân đội Ukraine dồn nguồn lực vào Bắc Môn, qua đó làm tiêu hao lượng lớn binh lực đối phương. Chiến thuật này nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga huấn luyện quân dự bị, gia cố các phòng tuyến ở vùng lãnh thổ đang kiểm soát. Prigozhin nói giai đoạn này dự kiến kéo dài 6 tháng và đáng lẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4. Ông Trùm Wagner thừa nhận, sau gần 400 ngày chiến đấu ở Bắc Môn, đặc biệt là 6 tháng theo đuổi chiến thuật có sai thịt, lực lượng dưới quyền của mình đã mất khả năng chiến đấu. Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, Wagner còn thiếu vũ khí và bị hạn chế tuyển thêm người kể từ tháng 2. Prigozhin cho biết, lực lượng Nga tới nay đã kiểm soát được 95% diện tích Bắc Môn. Quân đội Ukraine chỉ còn nắm giữ khoảng 2 km vuông ở phía tây Bắc Môn, tương đương 5% diện tích thành phố. Phần diện tích này không có tác động gì với cục diện chiến trường, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ hành quân của quân đội về hướng Tây. Prigozhin nói, Prigozhin cũng cho hay, các quan chức trong Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa liên lạc với ông để thảo luận về tình trạng thiếu đạn của lực lượng Wagner. Chúng tôi sẽ bảo toàn lực lượng cho các chiến dịch tiếp theo vì lợi ích của nước Nga, ông nói. Trùm Wagner nói thêm rằng, ông không có tham vọng để lại dấu ấn cá nhân, người đã chiếm được Bạc Môn. Tham vọng duy nhất của tôi là phụng sự dân tộc và đất nước, Prigozhin nói. Prigozhin cho hay, sau khi rút khỏi Bạc Môn, các tay súng Wagner sẽ trở về trại huấn luyện để hồi phục lực lượng và ở lại cho đến khi chiến dịch này kết thúc, nhưng nhấn mạnh Wagner sẵn sàng hỗ trợ quân đội Nga nếu đất nước bị đe dọa. Lãnh đạo tập đoàn Wagner hôm 5 tháng 5 đe dọa sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Bắc Môn từ ngày 10 tháng 5 do Bộ Quốc phòng Nga không đáp ứng nhu cầu về đạn, khiến các tay súng Wagner hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.